Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu thay đổi phong cách của Cát Tiên. Chúng ta sẽ trang điểm cho tóc tiên trở nên ngọt ngào và nhẹ nhàng hơn, nữ tính hơn để bạn có thể tự tin trong buổi hẹn hò của mình. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với nền da của Cát Tiên. Thì Tiên rất là may mắn là em có một cái nền da mịn màng và ngâm nhưng mà rất là khỏe. Do đó là chị sẽ sử dụng cho em cái sản phẩm BBY. Chị sử dụng cho Cát Tiên tông màu số 2 là tông màu da, màu tự nhiên. Chúng ta cứ phủ mỏng từng lớp cho đến khi che được hết những cái khuyết điểm ở trên gương mặt. Hai bên cánh mũi, khu vực dưới cằm. Chúng ta sẽ tiếp tục phủ một lớp phấn BB siêu, siêu mịn sáng da. Màu Honey là màu cùng màu da với lại của Cát Tiên để cho cái nền da của Cát Tiên thật là tự nhiên. BB siêu rất là mịn, do đó chúng ta có thể phủ mỏng nhiều lớp và cái độ che phủ rất là cao. Và để thay đổi những cái nét ở trên gương mặt Cát Tiên thì bây giờ Vi sẽ bắt đầu sử dụng bộ ba phép thuật. Bộ ba phép thuật này là bao gồm có chì chân mày nè và kẻ mắt nước laser với đầu cọ rất là mảnh. Đây là mascara Magnum gấp đôi hàm lượng collagen sẽ dưỡng mi cho Cát Tiên và làm cho mi Cát Tiên dày hơn gấp 10 lần. Vi đang sử dụng chì Master Brow, chì kẻ chân mày màu nâu. Chân mày là dạng vặn, do đó là các bạn kẻ tới đâu thì các bạn cứ việc vặn chì chân mày lên đến đấy. Như các bạn thấy thì da Cát Tiên màu hơi ngâm, bạn sẽ rất là thích hợp với những cái màu xanh như xanh ngọc như thế này. Và nếu như mà chúng ta chỉ kẻ mắt nước không thì nhìn Tiên rất là đơn điệu. Do đó là Vi muốn có một cái điểm nhấn ở trên gương mặt Cát Tiên, Vi sẽ dùng màu xanh ngọc của Color Tattoo dùng để kẻ giống như là mắt nước cho Cát Tiên. Và với Color Tattoo thì các bạn thấy là nó sẽ rất là nhiều màu, do đó là các bạn có thể lựa chọn những cái màu sắc mà phù hợp với lại cái làn da của mình và sở thích của mình. Và bây giờ thì để làm cho đôi mắt của Cát Tiên long lanh hơn, chúng ta sẽ biến đổi mắt Cát Tiên với lại cái sản phẩm thứ hai trong bộ ba phép thuật, đó là sản phẩm Hyper Sharp Laser. Cái phần lông mi, các bạn lưu ý là chúng ta chỉ kẻ sát phần lông mi như thế này thôi. Thì đầu cọ cực mảnh, do đó là chúng ta sẽ đi được vào trong những cái hàng mi. Và nhờ cái mắt nước này thì sẽ làm cho cái màu mắt và đôi mắt của Cát Tiên nổi bật hơn. Và sản phẩm cuối cùng trong bộ ba phép thuật đó chính là mascara Magnum, làm dày mi gấp 10 lần và tăng gấp đôi hàm lượng collagen. Chúng ta sẽ chải mi dưới trước. Thì động tác chải mi dưới như thế này sẽ làm cho đôi mắt chúng ta to hơn các bạn. Các bạn đã thấy sự khác biệt chưa ạ? Khi mà chải mascara các bạn hay bỏ quên cái phần đầu mi như thế này thì làm cho mắt chúng ta không có được tròn đều. Và nhớ chải sát góc mi thì mi chúng ta mới giữ được lâu. Với cái màu da ngâm, chúng ta sẽ lựa tông màu hồng cam như thế này. Và chúng ta cũng sẽ phủ theo cái chiều dọc xuống, hơi đi chết vào phía gần gò má như thế này để làm cho cái gương mặt của Cát Tiên thon nhỏ lại. Các bạn thấy là Vi mới vừa phủ má hồng thì Cát Tiên xong màu đậm hơn so với bình thường. Thì để giữ cho má hồng lâu trôi hơn thì chúng ta lại tiếp tục sử dụng màu tự nhiên các bạn. Chúng ta vỗ lên trên cái phần má hồng chúng ta mới vừa tạo. Thì như thế này thì những cái màu ranh giới, những cái đường ranh giới nó sẽ mất đi, làm cho gò má của Cát Tiên sẽ hồng lên một cách tự nhiên và đồng thời má hồng sẽ giữ được lâu trôi. Và bây giờ để hoàn tất cho gương mặt của Cát Tiên thì Vi sẽ chọn màu cam, màu Color Sursumer. Màu cam sẽ rất là hợp với cái màu tông da ngâm và đồng thời hợp với lại màu mắt của Cát Tiên, màu ngọc. Vừa hoàn tất xong một cái phong cách trang điểm mùa hè rất là hợp với màu da và kiểu người của Cát Tiên, thì Vi đã che những cái khuyết điểm trên gương mặt Cát Tiên để cho gương mặt Cát Tiên trông gọn hơn. Và bây giờ thì Tiên đã có thể tự tin để xuống phố và gặp gỡ người yêu để mà thực hiện cái cuộc hẹn hò của mình, và chúc em có một cái buổi hẹn hò thật là hạnh phúc. Xin chào Cát Tiên, từ nãy giờ thấy ngắm nghía đã được chưa? Đã thấy mình đẹp hơn rất là nhiều chưa? Dạ, nha, đẹp hơn nhiều lắm chị. Thế bây giờ đứng dịch ở đây cho chị xem, chị ngắm luôn nè. Bạn nghĩ thế nào về hình ảnh này của mình?
Dạ em thấy nhìn nó rất là lạ mà nó cũng hay, cá tính, dễ thương. Có tự tin? Dạ, khiến mình tự tin hơn nhiều lắm. Bây giờ có một cái phần quà đến từ Maybelline tặng cho Tiên trước. Đây là những cái bao gồm rất nhiều vũ khí ở trong này. Còn hôm nay thì với cái hình ảnh mới này, bạn nghĩ là những người đã đề cử cho bạn là bạn trai ấy, bạn Thịnh ấy, bạn có ngạc nhiên không? Dạ em nghĩ là nãy sẽ rất là ngạc nhiên. Nhưng mà tại vì sao ạ? Tại vì chưa bao giờ điệu như thế này, chưa bao giờ thì mắt xanh như thế này hay như thế nào? Thì là thường là em chưa bao giờ nhuộm tóc hết. Cho nên là hôm nay nhuộm tóc cái màu này nó màu đỏ tím, nhưng mà chắc anh ấy sẽ rất là ngạc nhiên. Và còn khuôn mặt thì sao? Chứ thường là em chỉ là nhấn môi hoặc là mascara thôi, chứ không có thường là trang điểm đậm như vậy. Thế thì chúng ta sẽ xem là người trong cuộc, người đã đề cử thì họ sẽ phản ứng như thế nào với hình ảnh mới của Tiên. Bây giờ thì mình sẽ dẫn bạn đến với gọi là chặng cuối của chương trình Một Ngày Mới. Give me your heart if you need someone to blame. Give me your call if you need someone to save. I'll take the song. Chúng ta đang có mặt tại E360 Sky Bar, một địa điểm mới mở rất là đẹp ở Sài Gòn. Vì cái hình ảnh mới này của Cát Tiên mà phải chọn một nơi thật là long lanh nhờ hợp với bạn. Bạn đã sẵn sàng chờ xem là bạn Thịnh, người yêu của mình, sẽ phản ứng như thế nào với hình ảnh của bạn chưa? Dạ, dạ em sẵn sàng. Rồi, thì bây giờ thì chúng ta sẽ xem là bạn Thịnh phản ứng như thế nào. Sao cái cảm giác nhìn thấy bạn Tiên mới như thế nào? Nhém xíu lại không còn nhận ra bạn Tiên ngày hôm nay nữa. Không nhận ra vì sao? Nữ tính hơn, dịu dàng hơn, xinh đẹp hơn. Ok, còn bạn thì sao? Thấy bạn Tiên thế nào ạ? Dạ em thấy ấn tượng với mái tóc, cá tính với cách trang điểm nữa. Chưa bao giờ nhìn thấy như này. Dạ. Rất là bất ngờ khi mà nhìn thấy bạn Tiên của ngày hôm nay, bởi vì chúng em đều là những sinh viên của khoa điện, và những cô gái điện thì thường rất là khô khan, nhưng mà hôm nay nhìn bạn Tiên thì bạn Tiên rất là khác, rất bất ngờ. Hôm nay mình thấy bạn ấy đặc biệt nhất là ở mái tóc, một mái tóc rất là cá tính, khác với cái mái tóc dài hàng ngày. Trước khi hai bạn ra đây thì mình còn nói rằng là bạn Thịnh sẽ là người bước ra, nhưng mà Tiên cũng hoàn toàn không biết có sự có mặt của hai bạn của mình. Lúc mà nhìn thấy hai bạn thì cảm xúc như thế nào? Dạ bất ngờ lắm, không nghĩ hai bạn tới đây. Bây giờ chúng ta sẽ chờ nhân vật quan trọng tiếp theo, xem là cái người mà đã tặng quà, cái người mà đã gọi là quyết định là chờ đợi cái sự thay đổi của mình nhiều nhất thì như nào. Xin mời bạn Thịnh ạ. Có lẽ là biết là hôm nay cũng là một cuộc hẹn lãng mạn, cho nên cũng chuẩn bị hoa hồng. Cái này là nghĩ tặng hoa hồng từ lúc nào đây hả Thịnh? Lúc em trên đường công tác về. Hôm nay nhìn thấy cái hình ảnh mới của bạn gái mình thì thấy thế nào? Giống công chúa. Lung linh nhất là cái gì nào? Dạ mái tóc khác như bình thường lắm, khuôn mặt cũng vậy. Cho cái hình ảnh mới của bạn Tiên này bao nhiêu điểm? 9/10 đi. 9/10 đi. Ngắm toàn bộ cái hình ảnh mới này có đáp ứng đúng những cái gì mà bạn mong chờ ở một ngày mới không? Một ngày mới là đã tạo cho bạn em là cái rất là tự tin hơn, là thấy cảm thấy là cuộc sống này đẹp hơn. Là cái đó là cái ý mà em muốn gửi cho bạn gái em. Thì hôm nay hy vọng là cái món quà lớn nhất một ngày mới đã thay mặt bạn Thịnh tặng cho bạn, đấy là một cái sự thật là tự tin để mà có thể lúc nào cũng thấy mình đẹp, và đặc biệt là hôm nay thấy mình đẹp trong tất cả các mặt bạn trai bạn gái của mình rồi, đúng không? Thế thì mình sẽ dành cái thời gian ở một nơi rất đẹp này do cho các bạn cùng thưởng thức nhé. Khi mà thấy cái ngoại hình mới á, cái từ áo quần tóc tai cho đến trang điểm khuôn mặt á, em thấy rất là bất ngờ. Bình thường bạn gái em rất ít trang điểm, tại vì thích cái mặt mộc hơn là có phấn son trên người á. Khi mà mình thấy bạn gái mình với cái diện mạo mới như vậy, từ tóc tai, áo quần cho đến cái makeup trên mặt á, cảm thấy rất là bất ngờ. Có lẽ từ sau này có thể mình bắt bạn gái đi đâu cũng trang điểm hết. Khi mà thấy những người bạn của mình xuất hiện thì mình không nghĩ là bạn mình sẽ tới đây để gặp mình hôm nay, mình nghĩ chỉ có mỗi bạn trai mình thôi. Gặp thấy hợp và phụng thấy rất là bất ngờ, rất là vui vì sự hiện của hai bạn coi như là gái như thân của mình. Sau như là chia sẻ của mọi người thì mình thấy rất là vui sự thay đổi một ngày mới cho mình ngày hôm nay. Và mình thấy tự tin hơn về cái phong cách và cái vóc dáng của mình, tuy nó hơi tròn nhưng mà nó cũng có thể thay đổi cho hợp hơn, và kiểu tóc và cái make up thì dễ thương hơn, mình rất là thích. Sau khi chương trình này thì sau khi những tư vấn của những chuyên gia thì mình đã biết cách hơn về cách chọn trang phục cũng như là tạo kiểu tóc hoặc là make up cho nó phù hợp với môi trường mà mình đi tới. Mình rất là cảm ơn chương trình. Chúng tôi đã chọn kết một ngày mới ở một nơi rất là cao, rất là lộng gió, và rất sớm thôi sẽ thấy rất nhiều ánh đèn lung linh của thành phố Hồ Chí Minh.
Và hy vọng đây cũng là một cái kết rất là đẹp cho người đề cử, người tặng quà cũng như người được nhận quà, một mối tình đã rất đẹp trong 3 năm và chọn một cái khoảnh khắc thật là lãng mạn của ngày hôm nay. Những bạn gái hãy đừng ngần ngại tiếp tục chờ đợi những món quà từ Một Ngày Mới. Và để biết thêm những thông tin thì các bạn có thể vào fanpage của Một Ngày Mới. Thì mình cũng bật mí một chút là chỉ trong vài số tiếp theo nữa thôi, chúng ta sẽ có rất là nhiều những khung cảnh lung linh như thế này, một version hoàn toàn mới của Một Ngày Mới. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.